Xin kính chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Mời quý vị đến với bản tin thời tiết biển ngày 7 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thưa bà con ngư dân khối không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông tới giờ đã tràn xuống nước ta trong đêm qua dự báo trong đêm nay và ba ngày tới bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn tiếp tục là hình thế chính chi phối toàn bộ các vùng biển ở phía bắc vì thế toàn bộ vịnh bắc bộ cũng như là ngoài khơi xa khu vực bắc biển đông trong đó có quần đảo hoàng sa gió tiếp tục hoạt động mạnh sóng cao và biển động mạnh đồng thời mưa rông cũng xảy ra nhiều khiến cho tầm nhìn giảm thấp kèm theo nguy cơ lốc xoáy và gió giật có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền. Nằm xa hơn về phía nam, các vùng biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi, từ Bình Định cho đến Cà Mau và mở rộng ra cả khu vực Nam Biển Đông, trong đó có cả huyện đảo Trường Sa. Từ nay đến cuối tuần, gió cũng hoạt động mạnh hơn nhưng không vượt quá cấp 5, nên biển chỉ hơi động. Tuy nhiên, mưa rông có xu hướng gia tăng nhiều hơn trên các khu vực này, khiến cho tầm nhìn giảm thấp kèm theo khả năng có rông lốc và gió giật mạnh, nên các tàu thuyền cần hết sức lưu ý đề phòng. Và tiếp theo là phần dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 3 ngày tới. Mời quý vị cùng theo dõi. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, dự báo từ nay cho đến hết tuần, gió sẽ liên tục duy trì với cường độ mạnh ở mức cấp 6, thậm chí có lúc có thể đạt mức cấp 7 giật cấp 8, vì thế mà sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Ngoài ra thì mưa rông xảy ra ở mức từ giải rác đến nhiều nơi, khiến cho tầm nhìn giảm thấp gây mất an toàn cho các hoạt động hàng hải. Vì vậy khuyến cáo các tàu thuyền hạn chế không nên ra khơi trong thời điểm này. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, trong khoảng 2 đến 3 ngày tới, gió trên khu vực này cũng hoạt động khá mạnh. Cường độ gió phổ biến ở mức cấp 6 cho đến cấp 7, thậm chí có thể có giật tới cấp 8, kèm theo mưa rông xuất hiện nhiều trở lại. Vì thế, các tàu thuyền cũng hạn chế ra khơi trên vùng biển này trong những ngày tới. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Từ khoảng chiều tối nay, thì gió mạnh cấp 6 chủ yếu xảy ra với phần biển ở phía bắc của khu vực, trong khi đó phần còn lại chỉ duy trì mức gió cấp 5. Vì vậy mà tình trạng biển động chỉ xảy ra ở phần biển phía bắc. Tuy nhiên, tình trạng mưa rông sẽ xuất hiện nhiều hơn trên toàn bộ vùng biển này. Trong cơn rông có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động khai thác và đánh bắt hải sản của bà con người dân. Vùng biển Bình Định cho đến Ninh Thuận, trong đêm nay và ngày mai gió chỉ ở mức trung bình vì thế mà nơi đây tiếp tục duy trì sóng thấp biển êm tuy nhiên cùng với quá trình hoạt động mạnh hơn của rãnh mây rông ở phía nam nên mưa rông cũng sẽ gia tăng nhiều hơn nguy cơ về rông lốc và gió giật sẽ xuất hiện gây nguy hiểm đến các hoạt động hàng hải tại đây nhất là đối với các tàu thuyền nhỏ Vùng biển Bình Thuận cho đến Cà Mau bao gồm đảo Phú Quý và Côn Đảo. Từ nay cho đến khoảng 2-3 ngày tới, gió hoạt động với cường độ ở mức trung bình, biển ổn định. Còn nhiễu động ở phía Nam sẽ gây mưa rông nhiều hơn trên vùng biển này trong ngày hôm nay và ngày mai, nên không chỉ tầm nhìn bị giảm thấp mà các hiện tượng như là rông lốc hay gió giật cũng có nguy cơ xuất hiện. Vì thế, các tàu thuyền cũng cần hết sức lưu ý đề phòng vùng biển cà mau đến kiên giang bao gồm đảo phú quốc và thổ chu trong đêm nay và ngày mai khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác vì thế dù chế độ gió và sóng biển duy trì ổn định nhưng các hoạt động hàng hải vẫn gặp khó khăn bởi tầm nhìn giảm thấp cùng với nguy cơ về lốc xoáy và gió giật có thể đi kèm trong cơn rông Vùng biển Vịnh Thái Lan, trong khoảng 3 ngày tới, gió vẫn duy trì cường độ yếu, nhưng mưa rông có xu hướng tăng nhiều hơn, nhất là vào chiều tối và đêm. Vì vậy, các tàu thuyền hoạt động tại đây cũng cần hết sức cẩn trọng. Qua trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai, vùng biển này liên tục có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Với mức gió này, sóng biển sẽ dao động trong khoảng từ 2 đến 4 mét biển động mạnh. Dự báo tình trạng gió mạnh sóng cao và biển động mạnh sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày. Vì thế, các tàu thuyền cần lưu ý theo dõi sát sao các thông tin dự báo thời tiết để có kế hoạch ra khơi đánh bắt an toàn và phù hợp. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ vị Bắc. Trong đến 2-3 ngày tới, gió Đông Bắc tại đây có mạnh hơn về cường độ, nhưng cùng lắm cũng chỉ đạt mức cấp 5. Tuy nhiên, mưa rào và rông có xu hướng gia tăng hơn, nên cũng gây trở ngại đến tàu thuyền lưu thông trên khu vực. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực ở phía Nam, quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và sông Tử Tây. Trong khoảng 3 ngày tới, gió duy trì với cường độ khoảng cấp 4 cho đến cấp 5. Tuy nhiên, mưa rông có xu hướng gia tăng nhiều hơn và lan rộng. Tầm nhìn vì thế giảm còn 4 đến 10 km, cùng với nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh, có thể gây trở ngại cho tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong các bản tin tiếp theo.